nói chung là sáng cũng vừa vừa thôi chứ không đến nỗi là không được hẳn là sáng choang như gọi là thi đua ánh sáng lắm nhỉ. Dạ. Đâu ạ, dân bản xứ đây cho anh. Đây là đại nộ Sam Elize. Sam Elize. Elize. Hướng tới Elize của Pháp. Đấy, đây là hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2016, phái đoàn của chúng tôi đang đi du lịch ở bên Pháp và dự cái lễ Noel của bên châu Âu. Đang live stream trực tiếp để cho mọi người thấy được cái quang cảnh của bên thủ đô hoa lệ ánh sáng Paris. Mọi người nhớ xem nhé, nếu không xem là tôi tắt, không tôi không live stream nữa đâu. Bác Tài thấy vui quá, thấy mình cũng quay camera, bác cũng quay. Thế thầy ơi, Nguyễn Nhu, Ngọc Sơn. Đấy, bác đến 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 tài xế này cũng còn phải nè. Vừa lái xe vừa quay. Tây rất là đẹp trai. Mỗi tội già thôi. Thanh niên nó phải chui vào các quán bar. Nó chơi khuya một chút. Nó chơi khuya một chút giống mình. Hai bên này này, nhưng các cái gian hàng mình đừng có hy vọng nhiều là nó như là anh nó chỉ đến hạn thôi. Ok. Trước mặt là Khải Hoàn Môn. Để cho mọi người xem. Đấy. Không có một tiếng còi nào nha. Lung linh quá thầy ơi, tuân hoa hồng. Lung linh thì lên luôn. Rất là đẹp. Nhân tình mua hàng đông nhá. Chào Sơn Ngọc Sơn nha. Đó, đây là các cái gian hàng như kiểu hội chợ của mình đấy, nhưng mà đây không phải, mà người ta trang hoàng rất là đẹp mà mọi người đi chơi đêm. Đông lắm, đông không thể tưởng được. Cái nhà này là cái nhà gì đây này Tuấn này? Đây này, cái mà chưa đang chiều laser này. Bên trái này hả? Ừ, bên trái này. Đây là nó cái quán đấy, nó chung nhỏ. Ấy. Dạ. Nó ở cái góc ngã tư đấy anh. Đấy, mọi người trông thấy có đông không? Cho nên để cho mọi người xem Grand Palace là cái cung điện lớn ấy, nó có hai cung điện, một cung điện lớn bên này, cung điện nhỏ ở dưới nó. Dạ. Dạ. Nằm dài này. Nằm dài nó hấp dẫn. Đây là đại lộ Elysee. Sam Elysee. À, Sam Elysee ở bên Pháp với trục đường này nè. Trước mặt của mọi người đang xem đây là Khải Hoàn Môn. Hôm nay là Noel 24 tháng 12 năm 2016. Rất là đông. Mọi người đi bộ. Rồi ôi lại ông thì ông đang đi xe mà ông cũng phải ông quay thế này mà ông lái xe ơi. Mọi người xem này, tài xế ở bên nước ngoài đây này, một tay lái tay vẫn còn quay như thế này, lái chim này, lái chim quay, không bác cái quay vậy, bác cái quay thôi chứ bác không lái chim. Chắc là ông ấy không phải là người nước này đúng không? Dạ, ông ấy người Hoa Séc, cộng Hoa Séc, Paraguay, Hoa Séc, Slovakia. Đủ ánh sáng này mà sao cái cung điện cái Khải Hoàn Môn nó không sao đèn nhỉ? Nó không có đèn. Đấy. Quay luôn vào bác Tài vừa lái xe mà cũng vừa quay video luôn. Đây này, ông muốn quay ông phải quay ngang ra chứ ông đừng quay dọc với mọi người xem rất là chán. Vừa em con chỉnh được hết. Không, không chỉnh kiểu gì được. Có phần mềm chỉnh hết. Cái đã. Nó lắc bên này, nó lắc hơn. So, you know, here we have some people, they got cast.
xuống đấy. Ok, rồi, 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 rồi. Đấy, nói đấy.